Yeah. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em. Hiện tại là mình đang có mặt tại giải đấu Thái Sơn Nam buổi 8. Hôm nay mình sẽ có một buổi tập cùng với lại câu lạc bộ Futsal chuyên nghiệp Cao Bằng FC. May quá hôm nay có lời mời của bên câu lạc bộ Cao Bằng được trải nghiệm một buổi tập. Rồi giờ thì vào thay đồ thôi. Cao Bằng FC sẽ có rất là nhiều những người quen. Vừa vô gặp Cổ Chí Kiệt rồi. Đây là Cổ Chí Kiệt, sinh năm 1995. Cầu này từng được gọi lên đội tuyển Futsal Việt Nam đá giải Futsal Đông Nam Á năm 2015. Lấy bóng đi để. Nam già. Cái tên Nam già là nickname thôi nha, chứ tên thật là Lê Quốc Nam, sinh năm 1993. Trước đây là tập bên câu bộ Thái Sơn Nam mà nay già rồi nên về với câu bộ Cao Bằng gánh team nè. Nói về thành tích của cầu này thì bao la. Đá Thái Sơn Nam thì biết bao nhiêu thành tích rồi đúng không anh em? Còn riêng ở cấp độ quốc gia thì đã 2 lần tham dự World Cup Futsal cùng đội tuyển Futsal Việt Nam năm 2016 và 2021. Đội Cao Bằng rất là vui, rất là vinh dự khi được đón tiếp Thi Freestyle lên tập cùng với đội. Thì để thay mặt đội cảm ơn Thi đã đến với đội. Dạ rồi. Thi một món quà. Dạ, cảm ơn coach. Và người này không hề xa lạ gì, đã banh chung với mình hoài, anh em xem clip chắc biết thừa rồi hen. Sau khi tặng áo cho mình xong thì Coach Giang giới thiệu mình với toàn đội cũng như trao đổi một số vấn đề liên quan đến buổi tập ngày hôm nay. Và cái hôm mình quay clip này là đội Cao Bằng vừa mới có một điểm hết sức quý giá trước đội đang đứng đầu bảng Thái Sơn Nam. À, đứng cạnh mình đó là trợ lý Isawa. Đội này phan dữ lắm nha, coi như vậy ta. Phan dữ lắm hả? Đây tại nó đá kéo không á. Lên okay. Xin 30 nha anh trai. Ok. Em có em nó đòi solo thì tài với anh á. Dạ. Ok. Cảm ơn. Giờ thì thay đồ thôi, một chiếc áo của câu lạc bộ Futsal Cao Bằng, màu trắng, với chiếc logo hình ruộng bậc thang, tượng trưng cho miền núi Cao Bằng. Rất ấn tượng phải không anh em? Và trong lúc khởi động thì mình xin phép kể đôi nét về câu lạc bộ Futsal Cao Bằng nha. Năm 2016, trong một chuyến công tác lên tỉnh miền núi Tây Bắc, ông Trần Anh Tú, trưởng ban Futsal Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đã làm việc với lãnh đạo của tỉnh Cao Bằng về ý tưởng mong muốn phát triển bộ môn Futsal ở vùng trắng bóng đá này. Nói là làm, chỉ sau thời gian ngắn, hai bên đã có cái bắt tay, hợp tác và đội Futsal Cao Bằng đi vào tập luyện và ra đời vào ngày 13 tháng 3 năm 2016. Sân chơi Futsal chuyên nghiệp thời bấy giờ chỉ là cuộc chơi của những đội bóng nằm trong tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Thế nên sự xuất hiện của câu lạc bộ Futsal Cao Bằng đem đến những ngạc nhiên không hề nhỏ. Thấm thoát đến nay thì câu lạc bộ đã hoạt động được 7 năm rồi đó. Các cầu thủ của câu lạc bộ Futsal Cao Bằng hiện tại ngoài những cầu thủ cứng cựa hồi nãy mình quen và kể ra, đa số các em còn lại đều chỉ mới 17-18 tuổi thôi. Và đó là những nhân tố được đào tạo và phát triển chuyên biệt về Futsal từ lò đào tạo trẻ Thái Sơn Nam mà ra. Hiện tại, câu bộ chọn linh vật là con ong khoái, loài ong duy nhất chỉ có ở Cao Bằng và thi đấu với tinh thần chiến đến giây cuối. Nói sơ sơ vậy thôi, còn anh em nào quan tâm đến câu bộ Futsal Cao Bằng thì mình để link fanpage trong phần mô tả nha. Hello Huy. Đây là Huy Mẻ, vừa được Coach Giang gọi về từ câu bộ Thái Sơn Nam. Cầu thủ trẻ sinh năm 1999, rất nhanh, khỏe và tiềm năng trong tương lai. Long time no see. Hôm nay đội tập nhẹ nhàng nên coach cho đá ma vòng tròn 30 phút. Chân nghịch một chạm, tất cả chân nghịch hết. Ok. Cắt kéo quá. 4 6. Trời ơi, khó quá hả? Khó xử lý nha. 1 3 4 5 5 6 chỉnh. Thấy vậy. Còn con cái nữa là được rồi. 5. Hay quá vậy. 3. Hay quá vậy. 7, 7, 8. Quá ghê. Quá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai vào trên mức kìa.
Ghê vậy. 11. Còn bây giờ là chơi chơi chân thuận một chạm rồi nha. Trời ơi. 1 2 Ghê vậy. Số chịu thiệt. 8 Ôi. Bốn. Sáu. Bảy. Ba. Năm. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Ồ. Hai. Bốn. Chà. Hay quá. Ghê vậy. Trời. Ba. Năm. City mất 30. Goal. 1 3 Hay quá. 12 Ok. 2 3 4 3 công. 8 10 20 1 2 2 2 3 2 4 Tổ này 2 lần luôn. Kia đây anh em xem lại pha này nha, phải 5 quả mới được 1 quả đó. Rồi 5 người nha, mình nói game nha. Bữa nào thua là có quà nha. Rồi 20 phút, có TV tay bên áo trắng luôn. Đã đi game thiệt. Đổi, đổi, đổi. Đá sân 5 hoặc 7, mình thường là người đá phạt góc. Ok.
Số 13 nhét lên thì mình theo người, không để bị cuốn theo bóng. Thảo qua đây là lựa chọn duy nhất. Được. Ở đây, nếu đối thủ chuyền sang trái thì mình bước qua. Nếu đối thủ chuyền sang phải thì mình bó vô giữa, lót ra hành lang cánh phải. Theo luôn. Lên trời. Hai. Được. Bọc lót cho đồng đội ở chỗ này này. Do là mệt rồi nên chất lượng đường truyền không còn tốt nữa. Thôi ráng phòng ngự hết tình huống này. Thay. Nghỉ thở được 3 phút, giờ thì mình đã vô lại rồi nha anh em. Hay quá, tỉnh ơi. Trời. Còn luôn, hỗ trợ kìa, tiếng 2. U. Ây da. Hây. Dân ăn tập chuyên nghiệp có khác, bóng qua là người ở lại liền. Hai cánh đồng đội chưa kịp lên để hỗ trợ nên phải chậm lại xíu. Thank you.
vô luôn. Ok mà. Tranh thủ những lúc như thế này, thở hồi lại nè. Đồng đội thả cục 2 là để một chạm vô luôn. Y bài Phúc San. Hay quá Gun. Để mình một chạm trong tình huống này thì cũng ok, nhưng phải hiểm hơn tí nữa thì mới ăn bàn được. Tỉnh táo hơn nữa thì có thể là sẽ giữ lại một chạm, lách vào giữa là Gun gãy chắc luôn. Tiếc là lúc đó mệt rồi, không thể xử lý tốt hơn được nữa. Nè nè anh em. Cứa được. Đối thủ che hướng ra biên nên mình sẽ cắt vào giữa nè. Hey. Đá qua cục 2 thôi chứ còn làm gì nữa. Nghỉ được một lát, mình cảm thấy ổn ổn nên ráng vô chơi tiếp một phút cuối cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi xoay, để xoay đầu và xoay lòng bàn chân nè, được không? Thôi xoay trên cổ. Biểu diễn xong rồi, giờ thì làm game show thôi. Thử thách tân bóng vòng chân tặng ngay chế banh futsal của Rain Sport Việt Nam. Rồi, giờ ai làm được cái trò này thì tặng luôn chế banh. Rồi, thấy không? Rồi, trong anh ghê quá, trong mũi rồi. Rồi, ai chơi không? Anh được, anh chào tấm. À, rồi, giờ. Ồ, Isawa tân ghê quá trời luôn. Đón có khác. Thở. Rồi, 3, 2, 1, chơi. Chưa cục dày luôn, ghê thiệt. Thử làm ngon á, còn thiệu biết sao. Wow. Rồi, tặng cho em Chí Banh, Chí Banh của Rain Sport Futsal. Tự đọc liền nha. Ok, cảm ơn mọi người. Chơi mà trước đây là có đã từng dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam ở một cái môi trường cực kỳ cao, và khi mà Coach không còn làm đội tuyển nữa, Coach về đây huấn luyện một đội trẻ như thế này, thì bí quyết nào để mà có thể giữ vững cái phong cách thi đấu, rồi làm sao có thể đứng vững trước những cái đội bóng lớn chẳng hạn giống như Thái Sơn Nam, Thái Sao Cô, Tân Phân hay là các đối thủ khác? Thì cái nguyên tắc huấn luyện của Coach là lúc nào nó cũng là cái tâm mình đưa lên cái hàng đầu hết. Bất cứ đội bóng nào mình cũng đều là làm hết mình hết. Mỗi cái môi trường nó khác, như Thái Sơn Nam là đội bóng mạnh, cầu thủ nó tốt hơn thì mình sẽ xây dựng cái lối chơi nó theo kiểu mình áp đặt tấn công người ta. Còn cái đội Cao Bằng thì các cầu thủ trẻ, đặc biệt là cái kỹ thuật cơ bản của các em cũng chưa tốt, cho nên mình rèn được cái này, và đặc biệt còn chú trọng ở khâu phòng ngự để các em có thể phòng ngự tốt, thì từ đó cái kết quả của trận đấu của Cao Bằng sẽ tốt hơn. Về quan trọng nhất chớp là đầu tiên là phải phòng ngự thật tốt. Mình không cần mình chỉ còn không cần thua thì mình mới tính được đường thắng. Phòng ngự tốt xong rồi sau đó mình mới phát triển những cái tấn công của mình nữa. Chứ còn thật sự mà nhiều quá thì trong thời gian ngắn Coach mới về làm cái bằng thì nó chưa có được. Nó hy vọng là trong những cái trận đấu sắp tới các em sẽ phát huy được những cái gì mà Coach truyền đạt ở trong cái thời gian qua. Thật ra thì em đã biết Coach từ thời Coach làm chơi Hưng, Tân Hiệp Hưng, là cũng là những cái cầu thủ trẻ đi lên rồi mới tới Thái Sơn Nam và mới đội tuyển quốc gia. Thì em thấy là Coach có khả năng, tiềm năng rất là lớn khi mà đào tạo những cầu thủ trẻ bước lên những bậc cao hơn. Và em hy vọng trong tương lai á, thì Coach có thể trở lại với lại môi trường đỉnh cao, có thể đưa lại đội tuyển Việt Nam đi World Cup một lần nữa. Cảm ơn, hy vọng vậy. Thứ bảy là đi banh với Coach tiếp. Ok Coach ơi. À, huấn luyện thủ môn có khác gì huấn luyện cầu thủ không Coach Dưỡng? Khác nhiều quá chứ. Nhiều lắm đúng không? Thủ môn là phần chuyên biệt của đội bóng mà. Vậy thì làm sao mình có thể lên giáo án chung với lại giáo án của huấn luyện viên chính? Thì mình dựa vào cái giáo án của huấn luyện viên trưởng đưa ra. Dạ. Xong rồi mình sẽ nghiên cứu những cái bài nó phù hợp với lại chiến lược của huấn luyện viên trưởng rồi tập cho thủ môn. Thủ môn futsal, thủ môn sân lớn thì khác nhau điểm gì? Khác nhau là sân lớn là bay nhảy nhiều, còn futsal là chỉ dùng cơ thể để mình cản phá bóng lên. Dạ. Và phản xạ. Ừ. Dạ. Đúng rồi. Ok. Dạ. Tính ra là nhưng mà nếu mà thủ môn futsal thì ra chụp sân lớn có ổn không? Hoặc là ngược lại.
anh nghĩ là chắc không ổn. Dạ, tức là mỗi thủ môn sẽ ở một môi trường riêng. Dạ, phải qua quá trình đào tạo đúng, thì phát triển được. Dạ rồi, em cảm ơn Coach Vũ. Chúc Coach Vũ một năm thành công. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Quá mệt luôn anh em. Đúng là môi trường chuyên nghiệp khác hẳn với môi trường bình thường. Bình thường đá không có bao giờ mà mình thở hốc vậy đâu. Mà hôm nay vô đây là không ra hơi luôn. Futsal mà tình huống diễn ra liên tục, nhanh, ào, cường độ cực cao, đòi hỏi thể lực phải cực tốt, thể lực tức thời nha. Sân lớn thì có thể, sân 7 thì mình có những khoảng nghỉ, chỉ còn vô futsal sân 5 thì câu chuyện nó khác rồi. Ở đây các cầu thủ có kỹ năng cực kỳ tốt. Vậy là xong một buổi tập luyện và đá banh chung với câu bộ futsal Cao Bằng ha. Anh em muốn mình đi câu bộ nào tiếp theo thì thả vào cho mình cái comment nhé. Và anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, đón chờ clip của mình. Thời gian slot mình làm phản tập thi. Xin chào, gặp lại, bye bye.